Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày mùng 8 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Người tuổi Tý được lục hợp quý nhân nâng đỡ nên vận trình hôm nay có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đang nhắm đến được tiến hành vô cùng suôn sẻ lại thêm thiên ấn trợ mệnh những chú chuột thể hiện được năng lực cá nhân của mình và tạo dựng được niềm tin với đồng nghiệp cũng như cấp trên điều này đồng nghĩa bạn có thể sẽ được trao thêm nhiều trọng trách sắp tới có thể sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực và mệt mỏi hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé thủy hỏa xung khắc cho thấy nhiều vấn đề tồn tại trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy nhưng cả hai đều lơ đi không chịu đối mặt việc thiếu thời gian tâm sự chia sẻ là nguyên nhân chính yếu hãy cố gắng hóa giải mâu thuẫn đi nhé tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nên thay đổi phương hướng công việc làm ăn nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh tình cảm của con cái tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới nên an phận hoặc chỉ có tin tức tốt về tiền bạc việc làm có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc tin tức mới nhưng không nên hấp tấp phải có sự khéo léo Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn tiền bạc về giao thiệp, tiệc tùng. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn. Tử vi tuổi mậu tý Thuộc mệnh hỏa. Chuyện tiền bạc là việc rất hệ trọng, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi tiến hành đầu tư vì có thể một thời gian dài mới có kết quả tốt. Hoặc sự việc có nhiều đổi thay khiến cho những dự tính của mình không phù hợp, phải bỏ dở, phá ngang ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm nên có sự kết thúc có tin được mời dự tiệc hoặc có tin vui tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị công việc dù có khó khăn hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ tài lộc trung bình ngày có tiệc có lộc ăn có tin xa về chuyện tình cảm tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Tất cả sự mong cầu về tình cảm đính ước, hẹn ước đều không nên có tin buồn. Ngày gặp nhiều sự trở lực khó khăn, cần phải nhẫn nại hoặc phải bỏ công sức nhiều mới có kết quả. Chuyện vui chơi khách khứa, họp bạn, đình đám nên có sự giới hạn dễ gây ra chuyện không như ý. Nội bộ gia đạo hoặc công sở có nhiều sự bất hòa hoặc có tin buồn. Tử vi tuổi Sửu thiên tài nhập cục là tín hiệu đáng mừng cho đường tài lộc của con giáp tuổi sửu con giáp này dù làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có lộc lá về tay dùng dình tiền tiêu trong ngày hôm nay không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính tài chính dư giả là nguồn động lực không nhỏ khích lệ bạn dám làm những điều mà bản thân trước giờ chưa bao giờ thử hãy tận dụng tối đa cơ hội trước mắt để học hỏi nhiều hơn bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều bổ ích và biến chúng thành lợi thế của mình đấy Tình cảm của những chú châu và nửa kia đang có dấu hiệu nhạt nhòa. Hai bạn quá bận rộn với công việc khi rảnh rỗi cũng lại mải mê với những thú vui của riêng mình. Chính vì thế mà hai người dần xa nhau, không còn nói chuyện nhiều khiến các bạn kém phần thấu hiểu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác, có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở chậm chạp nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn không nên nóng nảy khi gặp trắc trở chậm chạp nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân cơ hội tránh mọi sự việc của người khác không nên nhúng tay vào ngày có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn việc làm tình cảm sức khỏe của họ tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng tất cả mọi công việc hãy để tự nhiên đến nhất là chuyện tình cảm sự việc xảy ra như thế nào thì nên làm như thế ấy không nên cưỡng cầu hoặc ép uổng sẽ bị phản tác dụng không nên tin vào sự giao hẹn đính ước có trở ngại rời hẹn sai hẹn có lộc định kỳ hao tài về giao thiệp tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều phải có sự khéo léo nhu nhuyễn luồn lách tốt hơn là ra mặt và tiến chậm rãi thì mới có kết quả nên tự tin vào mình không nên nghe ý kiến của người khác nhưng đây không phải là ngày mưu cầu những việc lớn lao. Nếu có thể được nên rời vào một ngày khác tài lộc chậm nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi dần Kiếp tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi dần là điểm báo con giáp này đang phải đối mặt với nguy cơ phá tài đang đến gần. Những chú hổ cần kiểm soát thói quen mua sắm, chi tiêu của mình. Đừng ỷ thế tiền bạc rồi dào mà không biết quý trọng với người làm kinh doanh đây là thời điểm bạn cần phải suy tính cẩn thận giữ cái đầu lạnh chớ nên đầu tư bốc đồng vào các dự án có tính rủi ro cao vì nguy cơ mất tiền của bạn đang rất lớn trân trọng cơ hội là đúng nhưng không có nghĩa là đầu tư mù quáng bất chấp những nguy hiểm tiền ẩn trong đó cái tôi quá cao đang là vật cản trong tình yêu đôi lứa ai cũng có cái lý của mình và không chịu nhún nhường mâu thuẫn bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại cần đến sự cố gắng và nỗ lực rất lớn từ cả hai phía để có thể gạt bỏ tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Trước khi quyết định hoặc mưu cầu việc gì cần có sự giao thiệp tốt đẹp về tình cảm, ngoại giao rộng mới có thể thành công. Nên nặng về hình thức quảng cáo. Có tài lộc nhưng hao tán về mặt quà tặng, giao dịch, chia chác, tiệc tùng. Thuận lợi cho việc cầu hôn, kết bạn, đính ước, hẹn ước, thỏa thuận. Gia đạo có hỷ sự, có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức của thân nhân, đồng sự, hoặc có sự tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, chỉnh đốn công việc, văn phòng hợp với các nghề nhiếp ảnh công nghệ thông tin thời trang mỹ thuật địa ốc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới cũng nên xem xét lại việc cũ những gì còn thiếu sót để tu bổ chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm có sự trở ngại chút ít không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng nên chờ đợi tài lộc dễ hao sức khỏe không tốt có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ Việc gì cũng không nên hấp tấp vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp do có sự đứng trựng, bỏ dở, phá ngang vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc sự việc đã đến hồi kết thúc, hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh, công việc, tình cảm, dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ. Không nên tranh cãi, đôi co, tranh giành, mọi việc đã được định sẵn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, chỉ nên chấp nhận tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Không nên quyết định hoặc tiến hành những việc lớn lao gặp sự trắc trở, khó khăn, bị chơi xấu, có người giòm ngó. Có tin vui nhỏ về chuyện tình cảm. Tài lộc bình thường có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, công danh, bè bạn nên đề phòng rủi ro khi làm việc di chuyển. Tử vi tuổi Mão. Do tác động của tỷ kiên, người tuổi Mão nhờ thế mà đưa ra những quyết định đúng đắn, chuẩn xác, phù hợp với định hướng sẵn có của bản thân mình. Con giáp này không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn như trước đó. Những chú mèo cần phải phát huy điều này nhiều hơn nữa. Hãy mạnh dạn đi theo con đường mình đã chọn, đừng ngập ngừng, đừng do dự, bởi sẽ có nhiều thử thách lớn hơn nữa đòi hỏi sự quyết đoán ở bạn. Mộc sinh xuất cho hỏa báo hiệu về những dạn nứt trong hôn nhân của bản mệnh. Lời hứa trao đi mà chẳng được thực hiện, cuối cùng sẽ khiến cho lòng tin bị vỡ nát. Hạnh phúc gia đình cũng dạn nứt vì thế, gây tổn thương cho tất cả những người trong cuộc. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, dù có chạy đông chạy tây cũng khó lòng đạt được kết quả như ý muốn mà còn gặp rủi ro, bị xem thường. Ngày có nhiều tin buồn hoặc phải đương đầu với những trở lực. Sức khỏe không tốt, người thân đau yếu, gặp chuyện buồn. Có người đi xa hoặc nhận được tin của họ. Tài lộc kém. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Tránh mọi sự việc của người khác, không nên nhúng tay vào. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin tức về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Ngày hao tài về đám tiệc. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Việc mong cầu về tình cảm chỉ là ngắn ngủi hoặc không vừa ý, tâm tình bất an, hay lo hoặc sức khỏe không tốt. Có tin xấu về cưỡng ép, pháp luật, xe cộ, hành hung, tranh cãi. Gia đạo bất an, nói chung là ngày chỉ nên ngồi yên. tử vi tuổi thìn. Sửu thìn tương phá, đây là điểm báo tiểu nhân phá hoại người tuổi thìn khiến công việc trục trặc không được như ý. Con giáp này không để ý đến các mối quan hệ nơi công sở, đắc tội với tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Bản mệnh có thể vì thế mà sẽ phải trả giá khi bao nhiêu công sức bỏ ra bị tiểu nhân đạp đổ. Ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của chính tài, các thần này sẽ xua bớt phiền não cho những chú rồng khi bản mệnh có nhiều cơ hội liên quan đến tiền bạc. Nhưng vấn đề là bạn cần sáng suốt nhận định đâu là khoản lãi bền vững, lâu dài, đâu là khoản ngắn hạn. Chỉ cần biết được điều này bạn sẽ dễ có những quyết định sáng suốt hơn trong việc kinh doanh, thu lợi nhuận cho bản thân. Sức khỏe con giáp này có phần xa sút tâm trạng vì thế cũng trở nên buồn bực, ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm. Đôi bên giận hờn vì những chuyện nhỏ nhặt, mâu thuẫn mỗi lúc một nhiều, tích tụ lâu ngày rồi cũng có lúc bùng phát, quan hệ lứa đôi khó mà cứu vãn nổi tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên hòa thuận tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy nên khiêm nhường hoặc ẩn nhẫn là hay không nên để ràng buộc vì lời nói hẹn ước có lộc nhỏ hoặc được lộc ăn quà tặng nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên có tin tức của bè bạn người thân ngày tốt cho việc tổng kết thu dọn chấm dứt cho một công đoạn làm ăn đi xa tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ việc gì cần làm thì làm cho cẩn thận dễ có sự kiện xảy ra khiến phải tạm ngưng bỏ dở ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa tài lộc dễ hao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chớ nên vội vã kết luận hoặc kết thúc công việc khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại phiền lòng nếu có người đề nghị về hợp tác hoặc chia tay giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp có tin buồn về chuyện tình cảm, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Dù có gặp chuyện vui cũng không nên đi quá giới hạn sẽ đưa tới hậu quả xấu. Chuyện tình cảm không nên có sự cưỡng cầu vì chưa phải lúc để nói hết lòng mình. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan. Đề phòng có sự trở ngại, gặp rủi ro hoặc có sự bất đồng ý kiến, kích bác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi tỵ. Hôm nay là ngày người tuổi tỵ gặp rất nhiều điều may mắn. Tam hợp quý nhân dẫn dắt bản mệnh được nhiều người hỗ trợ trong công việc của mình, nhờ thế mà dù có khó khăn cũng không chùn lòng nản trí, vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước. Chẳng những vậy chuyện tình cảm của những chú rắn hôm nay khá tốt. Bạn và người ấy có nhiều phút giây mặn nồng bên nhau hơn. Thậm chí có người đang ghen tị với hạnh phúc của hai người đấy, hãy thể hiện tình cảm đúng nơi đúng lúc để tránh rắc rối không đáng nhé. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi ất tỵ, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc đều không tốt, chớ nên tìm kiếm bày vẽ thêm chỉ mang lại nhiều rắc rối u sầu. Có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về buồn mạng, sức khỏe, công danh của mình về người thân không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mít lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an, hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn không nên quyết định vội vã những việc quan trọng tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc tránh tranh cãi phân bua sự việc gì cũng có cách giải quyết nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ, có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi. Việc mong cầu về tài lộc còn chậm chạp nhưng cũng không có sự thiệt hại gì. Có tin buồn về sức khỏe, bổn mạng, công danh của người thân. Có sự xích mích nhỏ mà làm mất đi tình cảm. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện sẽ đỡ gặp rắc rối, hao tốn. Không nên dính líu vào những chuyện của người khác chỉ đem đến những thị phi, tranh cạnh, bực mình đề phòng có người nói xấu, rèm pha gây bất hòa. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo, tin buồn. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc, chữa bệnh, tài lộc kém. Tử vi tuổi ngọ Cục diện tương hại nhắc nhở người tuổi ngọ cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là người mới tiếp xúc. Những người tỏ ra sởi lời, cười nói chưa chắc đã thật sự đối xử chân thành với bạn đâu ngoài ra các mối quan hệ gia đình của bản mệnh cũng đang nảy sinh vấn đề các thành viên bận rộn với cuộc sống riêng tư của mình mà không quan tâm đến những người thân thiết với mình tổ ấm gia đình trở nên nguội lạnh người đi người về tựa như một căn nhà trọ nhiều thành viên có lẽ đen tình thì lại đỏ bạc nhất là khi có thực thần che chở cho vận trình tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ sáu này người tuổi ngọ nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được các thần này trợ giúp tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tiến hành đầu tư hay hồn hạp. Chuyện tình cảm nên chờ một dịp khác, không nên đính ước, hứa hẹn nhanh chóng dễ có sự thiệt thòi, lỡ bộ. Tài lộc trung bình, nên đi xa, hoặc đi gặp người đã có sự ước hẹn tốt hơn là ngồi chờ. Nên bình tĩnh nếu có mọi áp lực, tranh cãi, thư kiện, có tiểu nhân, bất hòa về quan điểm. Nên chia tay, ra đi. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn, chậm trễ, không được như ý muốn không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, có tài lộc. Tuy nhiên dù có nhiều cơ hội đến với mình cũng nên chia sẻ hoặc lưu ý đến quyền lợi của những người khác thì mới tốt e có sự ganh tị ở phía sau. Về tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn. Có chuyện dài giá, sinh chuyện không hay có đám tiệc gặp gỡ thân nhân bè bạn hao tán tài lộc vì giao thiệp chia sẻ giúp đỡ tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ mọi việc đều thay đổi không nên theo đường lối cũ chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận có người ở xa đến tránh bàn chuyện người hoặc nêu ý kiến không tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên quyết định sự việc theo tình cảm hoặc e ngại sự mích lòng mà tiến hành sẽ có hậu quả xấu đã là lúc phải có sự thay đổi về công việc cũng như về tình cảm tài lộc trung bình đi xa không tốt có sự cản trở hoặc rủi ro giữa đường có khách ở xa đến tử vi tuổi mùi Sự mùi tương xung gây ra tác động không nhỏ đến chuyện tình cảm của người tuổi mùi những mâu thuẫn từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày có thể trở thành rào cản không cho tình cảm phát triển theo tuvinay com đôi bên cần thêm thời gian để tìm hiểu cũng như nhìn lại lòng mình xem những cãi vã đó có thực sự đáng không bù lại thiên tài giúp sức đường tài lộc của những chú dê trong hôm nay có dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt các khoản thu nhập của bản mệnh gia tăng khi có thêm nghề tay trái tuy bận rộn nhưng thành quả thu về thực sự đáng để tự hào theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày ba âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Bản mệnh tốt nhất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày sung của bổn mạng. Ngày không nên quyết định những chuyện lớn lao. Nếu có tin tức đến chớ vội tin và cũng không nên quyết định nhanh chóng. Cần có sự hội họp, bàn thảo. Có tin buồn. Ngày tài lộc vào ra thất thường, dễ hao. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của buồn mạng, nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn, dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của buồn mạng, nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự cản trở việc đi lại di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mọi việc không nên hấp tấp sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết có tài lộc trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau có tin xa hoặc có khách đến tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có tin tức ở xa hoặc có người ra đi hoặc thay đổi công việc cũng như tình cảm không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ không có kết quả hoặc lợi và hại đi đôi có tin xa tử vi tuổi thân chính quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi thân mang tới nhiều điều thuận lợi trong công công danh sự nghiệp của con giáp này bản mệnh được cấp trên công nhận năng lực của mình sau bao cố gắng và giành được những phần thưởng xứng đáng tạo thêm động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu ngày mới xuất hiện những điều tốt đẹp cho bản mệnh nhân duyên hài hòa tình cảm tốt đẹp bạn sẽ có nhiều cuộc hội họp và gặp mặt với bạn bè người độc thân nhân cơ hội này có thể tìm được đối tượng phù hợp với mình các cặp đôi dần xóa bỏ được mâu thuẫn đánh tan nghi ngờ tình cảm sau bao thử thách càng trở nên bền chặt hơn con giáp này trân trọng hạnh phúc mình đang có và cố gắng để bảo vệ vun vén mỗi ngày tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy chỉ nên chờ đợi sự việc sẽ tự nhiên đến nói nhiều chỉ gây thêm rắc rối phiền toái có lộc nhỏ hoặc lộc ăn quà tặng tin vui đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ theo sự hẹn ước có tin xa hoặc gặp gỡ người thân tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên thay đổi công việc, người hùn hạp, tìm bạn mới, di chuyển. Ngày có chuyện vui hoặc có người đem đến sự thuận lợi cho mình. Tuy nhiên dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Cẩn trọng khi cầu tài dễ có sự trái ý. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh, dễ gặp sự phá ngang, bỏ dở hoặc do tiếp khách có tin khác. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp không nên ở lâu. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Đi vào chuyện tình cảm hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn thì mới có kết quả. Nếu có tiệc đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn có tin xa. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng. Công việc có thể giải quyết vào một ngày khác, sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi dậu. Tam hợp cục tre trở mang tới cho người tuổi dậu những cơ hội làm ăn kinh doanh thuận lợi việc đầu tư có lãi lợi nhuận thu về khoản không nhỏ càng khiến những chú gà thêm kiên định về con đường mình đã lựa chọn có công mài sắt có ngày nên kim những vất vả trước đó của bạn đã được đền đáp xứng đáng tuy nhiên vì có thiên quan nên đôi lúc bạn khá phân vân có thể bắt đầu các dự án mới với nhiều ý tưởng và sự lựa chọn khác nhau đừng ngại với một chút bối rối và hỗn loạn đang có hãy cứ tự tin hành động sức sáng tạo của bạn sẽ đem đến cho bạn nhiều thành quả rực rỡ hơn nữa Đường tình duyên của con giáp này có đào hoa khoe sắc, bản mệnh dễ dàng tìm thấy hạnh phúc cho mình. Nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phải mở ra trước mắt những bạn còn độc thân để nhanh chóng tìm được người cùng chung bước trên chặng đường đời. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày không tốt, mọi việc đều nên cẩn trọng, dễ có những tin buồn, tin xấu đến làm mình thất vọng hoặc phải lo âu. Nếu ngày của sự đáo hạn đến hẹn đã có dự tính thì sự việc đến chậm chạp không như ý, gặp chuyện phiền lòng, đã hao tốn mà không có kết quả nên kịp thời thay đổi kế hoạch có sự hư hại cần phải sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có sự phiền lòng bất an trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc tài lộc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Có tin tức chậm hoặc người mình mong cầu lại không đến. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Nên thay đổi chỗ ở công việc hoặc cố gắng giải quyết công việc cũ trong ngày. Không nên để người giòm ngó thị phi hoặc bị khiển trách. Có quý nhân giúp đỡ về tài lộc nhưng không vừa ý, dễ hao đề phòng rủi ro hoặc có tin buồn, có sự sửa chữa tu bổ về đồ đạc, nhà cửa, văn phòng. Tử vi tuổi Tuất. Chính tài xuất hiện cho thấy nhiều vấn đề tiền bạc của con giáp tuổi Tuất đã được giải quyết ổn thỏa, giúp bạn có thêm năng lượng. Thậm chí, có người bốc thăm trúng thưởng hoặc nhận được tiền trả nợ từ ai đó đã vay từ lâu. Nhân lúc tài chính đang ổn định, bản mệnh nên có những kế hoạch phù hợp để sử dụng khoản tiền bạc dư dôi, có thể tiết kiệm một phần để phòng khi ốm đau bệnh tật, cũng có thể đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới để tiền bạc không ngừng sinh sôi. Tâm trạng hân hoan cả ngày dài cũng khiến con giáp này hào hứng chia sẻ những điều vui vẻ với nửa kia. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ và có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của đối phương. Nhờ vậy mà tình cảm của hai bạn rất bền vững. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Có nhiều sự rắc rối chắc trở trong công việc làm ăn. Sự việc sẽ xảy ra nghịch đảo với sự dự tính, sự luận đoán của mình. Không nên hấp tấp đề phòng tiểu nhân gây áp lực tranh tụng, thư kiện, cãi cọ lôi thôi. Chỉ nên ngồi yên chờ đợi một dịp khác, cầu mong về tài lộc còn chậm, dễ hao tài, nên giải trừ các việc xưa cũ, các vấn đề còn sót lại. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Cần phải giới hạn mọi việc thì sẽ có kết quả tốt. Bằng ngược lại sẽ bị nhiều chuyện vướng mắc buồn phiền nhất là trong cuộc vui giao thiệp. Tuy nhiên cũng có cơ hội hoặc có quý nhân giúp đỡ và gặp được bè bạn, thân nhân đem lại điểm tốt. Ngày dễ hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Chưa phải là lúc làm mạnh. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Cũng không nên quyết định ngay cho công việc mong muốn, phải chờ vào một ngày khác. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa công việc dù có tốt đến mấy cũng phải đề phòng có rủi ro bất ngờ xảy ra hao tốn về giúp đỡ quà cắp tiệc tùng sự mong cầu về tiền bạc chậm nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi hợi chính ấn xuất hiện trong hôm nay là dấu hiệu tốt đẹp trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi hợi sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao là yếu tố khiến cấp trên coi trọng bạn người tuổi này có thể được cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn trong ngày hôm nay thế nhưng đừng vì thế mà tỏ ra tự mãn không đúng lúc bạn sẽ tự rước họa vào thân do những kẻ tiểu nhân ghen ghét ngấm ngầm làm hại bạn thái độ khiêm tốn bao giờ cũng sẽ được hoan nghênh và yêu quý trong mọi hoàn cảnh vận trình tình cảm của bản mệnh không được như ý con giáp này chưa tìm được cách để hòa hợp với người ấy sau những mâu thuẫn bất đồng với nhau cũng bởi cái tôi quá cao khiến cả bạn lẫn đối phương chẳng ai chịu là người xuống nước trước mối quan hệ vì thế mà cũng vẫn trong tình trạng căng thẳng tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày không tốt cho sự tiến hành công việc khởi công có nhiều tin xấu về sức khỏe công danh cũng như bổn mạng tiền bạc nên ngồi yên tránh mọi sự giao thiệp đính ước hò hẹn đầu tư tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Nên ra đi giải quyết công việc. Không nên bối rối khi gặp những tin không tốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim khéo léo trong cách giải quyết công việc thay đổi phương hướng đi xa di chuyển nhờ quý nhân giúp đỡ nhẫn nại trong sự giao thiệp chỉnh đốn nhà cửa tu bổ đồ đạc cúng tế làm phước chữa bệnh làm gì cũng không nên quá đáng nhất là trong chuyện vui chơi không có lợi có tài lộc nhỏ hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả có sự rời hẹn sai hẹn chút ít tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày không tốt cho mọi việc không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng mà nên xem xét lại những việc làm của mình ở quá khứ mà có sự khiển trách phiền lòng. Ngày có nhiều tin xấu hoặc gặp những chuyện không đâu. Tài lộc kém. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.